thành phố Hồ Chí Minh thêm một ca dương tính COVID-19 liên quan sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 12 tháng 2, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa có thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1975, cư ngụ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bà là mẹ một nhân viên bộ phận bốc xếp hàng hóa của công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam và đang làm kiểm hàng tại công ty GGM, khu công nghiệp Tân Bình 2. Bệnh nhân được xét nghiệm tầm soát lần một vào ngày 9 tháng 2 và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 2, mẫu xét nghiệm của bà có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được chuyển bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, sốt nhẹ. Ông Lâm Quân Minh Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hưng Thuận, quận 12, cho biết liên quan đến ca bệnh này, cơ quan chức năng đã cách ly thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần F1 là hàng xóm của bệnh nhân. Ông cũng cho hay ngoài 11 hộ với 37 người tại hẻm Đông Hưng Thuận 8, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã được phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm trước đó. Ngày mai 13 tháng 2, cơ quan chức năng sẽ mở rộng lấy mẫu xét nghiệm thêm 15 hộ trong hẻm. Trước đó, sau khi xét nghiệm gộp gia đình nhân viên trên, kết quả có dấu hiệu dương tính nên ngành y cho xét nghiệm đơn. Khi tách ra xét nghiệm đơn, người mẹ của nhân viên này có kết quả dương tính với COVID-19. Bản thân nhân viên và em gái của anh có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với COVID-19 và đã được đưa đi cách ly tại Củ Chi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.